năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động lớn, bất ổn chính trị và xung đột có diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, giá cả nhiều mặt hàng biến động và tăng cao, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nhiều nước trên thế giới và ở Việt Nam. Trong những tháng mùa hè, tình hình khô hạn diện rộng gây thiếu điện nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều hành, cung cấp điện cho sản xuất. Mặt khác, công ty phải tăng tối đa sản lượng sản xuất theo chỉ đạo của TKV để đảm bảo cung ứng đủ than cho phát điện. Điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng khó khăn do diện sản xuất xuống sâu, đi xa hơn, huy động các diện sản xuất có điều kiện địa chất phức tạp, vỉa mỏng, dốc, biến động ảnh hưởng đến chất lượng than. Các diện sản xuất không tập trung, manh mún, chiều dài lò chợ theo đường phương hướng dốc ngắn, trữ lượng thấp nên phải chuyển diện nhiều lần. Cung độ di chuyển đến vị trí làm việc và vận chuyển vật tư, than, đất đá tăng. Thời gian làm việc hữu ích và năng suất lao động giảm, chi phí nhân công và các loại thuế phí tăng cao. Việc thu hút tuyển dụng và giữ chân người lao động, đặc biệt là thợ lò ngày càng khó khăn do đặc thù công việc và sức hút lao động giảm. Thị trường lao động ngành mỏ hiện nay đang có sự chuyển dịch và cạnh tranh cao. Số lao động tuyển mới chỉ đủ bổ sung thay thế cho số lao động nghỉ việc nên không tăng được lao động cho sản xuất. Mặc dù trong điều kiện sản xuất ngày càng khó khăn như vậy, nhưng công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của Đảng ủy, lãnh đạo tập đoàn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho công ty trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, cán bộ công nhân viên trong công ty luôn có tinh thần đoàn kết, sáng tạo và có trách nhiệm, hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công ty tập trung mọi nguồn lực và tổ chức, chỉ đạo, điều hành sản xuất, tiêu thụ, chủ động, linh hoạt, tiếp tục triển khai áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, nâng cao năng lực sản xuất. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau. Phần đánh giá các lĩnh vực công tác. Công tác điều hành sản xuất tiêu thụ. Công tác điều hành sản xuất. Tổ chức sắp xếp nhân lực và bố trí diện sản xuất phù hợp để sản xuất ổn định. Rà soát các điều kiện sản xuất và xây dựng kế hoạch tác nghiệp hàng ngày, tuần, tháng, quý để triển khai điều hành sản xuất được chủ động, linh hoạt. Các phòng kỹ thuật thường xuyên bám sát hiện trường và chỉ đạo đơn vị khắc phục kịp thời khó khăn vướng mắc, đáp ứng sản xuất. Công tác tiêu thụ. Công tác quản lý chất lượng than được chú trọng, tổ chức gia công chế biến than phù hợp với nhu cầu tiêu thụ, chủ động nắm tình hình, bám sát nhu cầu của thị trường và kế hoạch điều hành tiêu thụ của TKV. Phối hợp chặt chẽ với công ty kho vận trong công tác chế biến và chuẩn bị chân hàng tiêu thụ để nâng cao sản lượng tiêu thụ hàng tháng, nhất là các chủng loại than có nhu cầu tiêu thụ thấp như cám 7, cám 8, than bùn để giảm than tồn kho. Công tác an toàn vệ sinh lao động. Công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023 của công ty cơ bản bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023 số 78 NQDU ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Đảng ủy công ty là phấn đấu giảm 10% số vụ tai nạn lao động, giảm 30% số vụ vi phạm công tác an toàn vệ sinh lao động so với năm 2022. Cụ thể như sau. Đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch, tổ chức thi tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh lao động và nhận diện nguy cơ rủi ro và biện pháp loại trừ theo các công việc, vị trí sản xuất đến toàn thể người lao động trực tiếp tại các phân xưởng. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch, tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp công ty năm 2023 và chuẩn bị tham dự hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp tập đoàn lần thứ 12 năm 2023, luyện tập và tham dự hội thao kỹ thuật cấp cứu mỏ bán chuyên TKV năm 2023 đạt kết quả tốt. Công tác kỹ thuật công nghệ mỏ. Do điều kiện địa chất biến động phức tạp, các diện sản xuất ngày càng xa trung tâm, áp lực mỏ gia tăng,
gây khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất và đảm bảo công tác thông gió, thoát nước. Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác khai thác và đào lò, thông gió, thoát nước mỏ để ổn định sản xuất, bám sát tiến độ kế hoạch. Công tác lập kế hoạch. Triển khai giao kế hoạch điều hành tháng, các quý bám sát thực tế và kế hoạch của TKV giao, lập kế hoạch năm và kế hoạch trung hạn, dài hạn, báo cáo TKV. Đã hoàn thiện báo cáo trình TKV và được phê duyệt phương án khai thác dự án khai thác phần lò giếng mỏ than Năm Mẫu, phối hợp cùng Viện Khoa học Công nghệ mỏ lập thiết kế thi công phần lò bằng để báo cáo TKV triển khai thực hiện. Công tác đào lò khai thác. Tập trung đào lò khai thông mở diện khai thác theo kế hoạch, chỉ đạo tăng cường củng cố, xén lò đảm bảo cho công tác thông gió, thoát nước đi lại, các diện sản xuất của từng phân xưởng được bố trí tập trung. Thiết bị vận tải được quy hoạch tối giản, hiệu quả. Chuyển dần từ công nghệ khấu buồng sang công nghệ khấu phá nổ phân tầng tại các khu vực vỉa dốc, nhỏ lẻ để nâng cao công tác an toàn. Công tác thông gió, quản lý khí mỏ, thoát nước mỏ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống mưa bão trong hầm lò. Đang thi công đào bục lò thượng thông gió vỉa 3, mức dương 50 nên dương 250 để cải tạo năng lực thông gió, đảm bảo an toàn, phục vụ khai thác than khu vực Cốc Vạng thuộc dự án khai thác hầm lò, phần lò giếng và đã được TKV phê duyệt. Đã đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm soát khí mỏ tại các diện sản xuất, đảm bảo điều kiện, đảm bảo an toàn cho lao động trong sản xuất. Chỉ đạo lắp đặt hệ thống cống nước phục vụ thoát nước và xúc bùn hầm bơm đảm bảo công tác phòng chống mưa bão. Định mức kỹ thuật công nghệ. Đã triển khai xây dựng định mức vật tư kỹ thuật công nghệ giao khoán các quý để triển khai thực hiện. Đổi mới công nghệ và áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Triển khai công tác cơ giới hóa trong đào chống lò để đẩy nhanh tiến độ đào lò, sử dụng máy xúc và biểu đồ bố trí nhân lực hợp lý đã đẩy nhanh tiến độ đào lò. Triển khai các giải pháp xếp cũi gia cố lò dọc vỉa vận tải lò chợ mức trên, duy trì làm lò dọc vỉa thông gió cho lò chợ mức dưới. Khấu lăn cáp, trải lưới, thu hồi lò chợ giá khung, phun ép hóa chất gia cố đường nò gặp điều kiện địa chất uốn nếp đứt gãy. Gia cố các đường nò trong vỉa dày bằng neo cáp. Thi công ngã ba sử dụng dầm thép dị ứng lực. Gia cố ngã ba lò chợ giá khung bằng dàn mềm ZRI 20/35L tại ngã ba chân lò chợ vỉa 3/9/3. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, phát huy áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn công ty được triển khai có hiệu quả. Trong năm, có 384 sáng kiến được công nhận, góp phần hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Công tác trắc địa địa chất. Công tác trắc địa địa chất và công tác chuẩn bị, quản trị tài nguyên, đáp ứng kịp thời sản xuất, chuẩn bị xây dựng kế hoạch ngắn, trung và dài hạn, tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công các mũi đường găng, khai thông lò chợ phục vụ công tác chuyển diện, triển khai khoan thăm dò, tháo nước tại các vị trí lò chợ đang khai thác có tiềm ẩn nguy cơ bục nước để tiêu thoát nước, đảm bảo an toàn trong sản xuất và thực hiện các công trình thuộc kế hoạch thăm dò khảo sát năm 2023, hoàn thành xin gia hạn dự án khai thác than lò bằng, giấy phép gia hạn số 463 của Bộ Tài nguyên ngày 28/11/2023. Phối hợp với Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc TKV lập xong đề án khoan thăm dò mỏ Năm Mẫu trình TKV phê duyệt và đã trình Bộ Tài nguyên Môi trường để xin cấp phép thăm dò. Công tác cơ điện vận tải. Tập trung chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng, sửa chữa lắp đặt và vận hành thiết bị đảm bảo an toàn, đáp ứng cho sản xuất. Huy động tối đa năng lực hoạt động của các thiết bị, đáp ứng đủ thiết bị vật tư phục vụ cho việc khai thác và đào lò của các phân xưởng trong toàn công ty. Triển khai chuyển đổi số trong quản lý điều hành, tự động hóa trong quản lý, giám sát, hoạt động theo dõi giám sát 24/24 thông qua số liệu và hình ảnh của các hệ thống từ các khai trường sản xuất truyền về trung tâm điều khiển. Sự cố thiết bị. Công tác quản lý chất lượng than nguyên khai, chế biến than.
đã chủ động thực hiện việc quản lý chất lượng than khai thác từ khâu giao kế hoạch, nghiệm thu và đánh giá kết quả thực hiện chất lượng than nguyên khai tại các lò chợ, triển khai các giải pháp để tách lọc đá, trải nứa nóc triệt để, hạn chế đất đá lẫn vào than gây giảm chất lượng than, xử lý giảm trừ khối lượng đá ngoài công nghệ, công tác gia công chế biến ổn định, than nguyên khai vào sàng và tỷ lệ thu hồi than sạch, than cục đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, độ cho bình quân than sạch và than nguyên khai giảm so với kế hoạch, tỷ lệ thu hồi than sạch đạt 87,67 trên kế hoạch là 87,73%. Độ cho bình quân than sạch đạt 29,86% trên kế hoạch là 30,53%, giảm 0,67%. Tỷ lệ thu hồi than cục là 14,79% trên kế hoạch là 12%, tăng 2,79%. Về công tác quản trị chi phí, xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện kế hoạch điều hành chi phí và các giải pháp điều hành kế hoạch năm 2023, trong đó có các giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Các chi phí trong kỳ thực hiện cơ bản bám sát kế hoạch điều hành. Kết quả công tác quản trị điều hành hàng tháng được tổng hợp, báo cáo kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo quản lý. Về công tác vật tư, thực hiện đúng trình tự thủ tục mua theo quy định của nhà nước, của TGV và của công ty, đảm bảo chất lượng phục vụ cho sản xuất, giá mua giảm, công tác quản lý kho, cấp phát vật tư thực hiện đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, xây dựng kế hoạch dự trữ, tồn kho và hạn mức tồn kho của từng phòng, đảm bảo sản xuất thường xuyên, liên tục, công tác thu hồi, phân loại và bảo quản vật tư đảm bảo quy định, tận dụng vật tư thu hồi, vật tư tồn kho và những vật tư có tác dụng tương đương vào sản xuất, giảm mua mới. Công tác tài chính, kế toán, thống kê. Công tác hạch toán, kế toán phù hợp với chế độ quy định của nhà nước, của tập đoàn TKV. Điều hành tài chính chủ động, linh hoạt, đảm bảo tài chính của công ty an toàn, ổn định, đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn được bảo toàn, nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, kịp thời theo quy định. Thu xếp đầy đủ nguồn để thanh toán trả lương kịp thời cho người lao động. Cụ thể các chỉ tiêu tài chính năm 2023. Công tác tổ chức lao động, tiền lương, chế độ người lao động. Công tác tiền lương đã xây dựng, triển khai quy chế quản lý lao động, tiền lương và phân phối nhập, phương án phân phối quỹ tiền lương năm 2023. Căn cứ vào điều kiện sản xuất, công ty đã sử dụng linh hoạt tiền lương khuyến khích để đảm bảo chất lượng than cũng như thúc đẩy sản xuất. Hệ số huy động nhân lực các tháng được duy trì ổn định, đáp ứng sản xuất. Lao động bình quân năm 2023 là 4.356 người trên kế hoạch 4.645 người, bằng 93,8%. Tiền lương chi bình quân đạt 18,56 triệu đồng trên người trên tháng, trên kế hoạch là 17,47 triệu đồng trên người trên tháng, bằng 106,2%. Công tác thực hiện chế độ người lao động. Các chế độ của người lao động về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định. Các chế độ tiền lương, tiền thưởng, phân phối được chi trả công bằng, minh bạch và kịp thời. Triển khai cho cán bộ công nhân viên đi tham quan nghỉ mát, nghỉ điều dưỡng theo chế độ phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo an toàn, đảm bảo sản xuất. Tổ chức 10 đoàn đi nghỉ mát hỗ trợ điều trị tại trung tâm điều dưỡng với tổng số người là 415 người. Tổ chức 11 đoàn cho cán bộ công nhân viên tiêu biểu xuất sắc có thành tích trong lao động đi tham quan du lịch tại các địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước. Tổ chức cho người lao động tại các đơn vị trong công ty đi tham quan nghỉ mát theo chế độ là tổng số 3.700 người. Công tác đào tạo, tuyển dụng. Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để thu hút, tăng cường tuyển sinh và tuyển dụng lao động. Lao động tuyển mới 333 người, trong đó thợ lò 243 người, cơ điện lò 87 người, công nhân khác 3 người. Tuyển sinh chưa qua đào tạo nghề, đưa đi đào tạo nghề là 473 người. Triển khai đào tạo huấn luyện công nghệ, vận hành và phối hợp với các trường mở lớp đào tạo bổ sung nghề
chứng chỉ để phục vụ cho sản xuất của công ty. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, phòng chống mưa bão, bảo vệ môi trường. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Giá trị và tiến độ công tác đầu tư năm 2023 cơ bản đảm bảo kế hoạch, đáp ứng sản xuất. Tổng mức đầu tư là 399,8 tỷ đồng, trên kế hoạch là 407,8 tỷ đồng, bằng 98%. Trong đó, trả nợ khối lượng năm trước là 146,4 tỷ đồng, bằng 100%. Thực hiện đầu tư mới năm 2023 là 253,4 tỷ đồng, trên kế hoạch là 261,4 tỷ đồng, bằng 96%. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng trạm quạt thông gió chính mức dương 250, triển khai chuẩn bị đầu tư một số dự án đầu tư nhà máy sàng tuyển than Nam Mẫu, dự án đầu tư duy trì hệ thống cung cấp điện mặt bằng, dự án đầu tư hệ thống xử lý khí thải nồi hơi mặt bằng dương 125, triển khai lập các dự án đầu tư duy trì khai thác mỏ, vận tải, đào lò năm 2023, dự án duy trì cơ sở hạ tầng và làm các thủ tục chuẩn bị kế hoạch đầu tư năm 2024 đảm bảo tiến độ. Công tác phòng chống mưa bão. Chủ động thi công phòng chống mưa bão trước mùa mưa bão, triển khai nạo vét khu vực thượng lưu và hạ lưu suối Than Thùng, nạo vét đất đá tại các lòng suối, rãnh nước và chân ta luy, khu vực khai trường, gia cố sửa chữa mái nhà xưởng và tuyến vận tải băng tải ngoài, đảm bảo an toàn, không để xảy ra thiệt hại do mưa bão. Công tác bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch bảo vệ môi trường, sử dụng vốn môi trường thường xuyên năm 2023, nâng cao chất lượng trong công tác vệ sinh môi trường trong sản xuất và sinh hoạt. Công tác quốc phòng an ninh bảo vệ sản xuất, kiểm soát nội bộ. Công tác quốc phòng an ninh được quan tâm triển khai thực hiện tốt, tăng cường công tác huấn luyện tự vệ sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ trong các dịp lễ Tết, sự kiện của công ty, triển khai kế hoạch quân sự địa phương theo yêu cầu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Uông Bí, đã giao 5 công nhân nhập ngũ năm 2023. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản đã chủ động triển khai các chỉ thị, phương án bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản trong toàn công ty đảm bảo, đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Công tác bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, tăng cường công tác quản lý khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than theo Nghị quyết số 16, Nghị quyết tỉnh ủy ngày 9 tháng 5 năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Trong kỳ, công tác bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ luôn được tăng cường, bố trí đủ lực lượng tuần tra canh gác ranh giới mỏ không có tình trạng khai thác, vận chuyển than trái phép. Công tác thanh tra pháp chế kiểm soát nội bộ. Triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch năm 2023 đã xây dựng. Thực hiện giám sát trực tiếp đối với một số mặt công tác quản lý của công ty và giám sát thường xuyên giúp kiểm soát và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đồng thời có chấn chỉnh, xử lý để các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo quy định. Công tác đời sống y tế. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động được quan tâm hàng đầu. Tiền lương, tiền thưởng và các chế độ của người lao động đã được công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định. Duy trì thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, trực cấp cứu phục vụ sản xuất. Các trường hợp tai nạn lao động, ốm đau đều được cấp cứu kịp thời. Kiểm tra thường xuyên đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Phối hợp cùng công đoàn, đoàn thanh niên công ty tổ chức tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, khen thưởng con em, cán bộ công nhân viên đạt thành tích trong học tập, hỗ trợ thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng sổ tiết kiệm cho 36 gia đình với số tiền là 360 triệu đồng. Hỗ trợ thăm hỏi 49 gia đình chính sách nhân dịp lễ Tết, số tiền 122,5 triệu đồng. Hỗ trợ thăm hỏi 94 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, số tiền 250 triệu đồng. Hỗ trợ xây sửa nhà cho 12 gia đình, số tiền 400 triệu đồng. Bồi thường cho 81 người bị tai nạn lao động, số tiền 1,84 tỷ đồng. Trợ cấp cho 16 người bị tai nạn lao động, số tiền 322 triệu đồng. Bồi thường bệnh nghề nghiệp cho 15 người, số tiền 2,13 tỷ đồng. Năm 2023 vừa qua, công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho công ty trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cán bộ công nhân viên trong công ty luôn có tinh thần đoàn kết, sáng tạo và có trách nhiệm, hăng hái thi đua trong lao động sản xuất,
gặt hái được nhiều thành công và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong công tác điều hành và sản xuất còn tồn tại một số nội dung cần khắc phục cụ thể như sau. Công tác chỉ đạo điều hành, chuẩn bị điều kiện thi công quản lý kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp tại một số phân xưởng còn nhiều tồn tại để xảy ra nhiều sự cố thiết bị làm gián đoạn sản xuất. Việc chấp hành các quy định, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn của một số cán bộ công nhân viên các đơn vị còn hạn chế để xảy ra tai nạn lao động, vi phạm an toàn bị xử lý. Việc lập biện pháp thi công và cấp vật tư thiết bị phục vụ sản xuất cho các đơn vị của các phòng chủ quản nhiều thời điểm còn chậm, ảnh hưởng đến công tác thực hiện kế hoạch của đơn vị. Trong điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn, công ty phải tập trung tăng sản lượng khai thác lò giếng, bù đắp sản lượng thiếu hụt của giấy phép khai thác lò bằng hết hạn từ 26 tháng 3 năm 2023 để hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2023 TKV giao. Số mũi thi công đào lò giảm và phải chuyển một phân xưởng đào lò đi khai thác, nên việc thực hiện mét lò chuẩn bị sản xuất đạt thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuẩn bị diện sản xuất của kỳ sau. Mặt khác, mét lò thuê ngoài tăng so với kế hoạch làm tăng chi phí. Công tác triển khai các thủ tục một số dự án đầu tư trọng điểm công ty gặp khó khăn, vướng mắc về quy hoạch và các quy định liên quan đến tiến độ không đảm bảo so với kế hoạch. Các khó khăn hạn chế nêu trên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều hành, chưa phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và cần được khắc phục triệt để trong năm 2024. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024. Mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch. Mục tiêu chính: phát huy những kết quả đã đạt được cũng như khẩn trương khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế trong năm 2023, duy trì và tiếp tục làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, đảm bảo an toàn cho người lao động. Tiếp tục đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến hiện đại, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, chuyển đổi số trong sản xuất, điều hành để tiết kiệm nhân công, tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động. Chỉ đạo điều hành và tổ chức sản xuất chủ động, linh hoạt, bám sát thực hiện kế hoạch tập đoàn giao trong năm 2024, cân đối điều hành chi phí có hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mục tiêu chung: an toàn, đoàn kết, phát triển, hiệu quả. Các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Các giải pháp điều hành. Công tác an toàn vệ sinh lao động. Mục tiêu của công tác an toàn trong năm 2024 là giảm thiểu số vụ sự cố, tai nạn lao động ít nhất 10% so với cùng kỳ, phấn đấu không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, tăng cường thực hiện nội dung các công văn, quy định, chỉ thị theo hướng dẫn của TKV để thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Khắc phục triệt để những tồn tại trong năm 2023, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên. Bám sát mục tiêu nghị quyết lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2024 của Đảng ủy công ty. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để người lao động nắm rõ các quy trình, biện pháp thi công, chủ động trong việc đánh giá các nguy cơ có thể gây mất an toàn. Tăng cường kiểm tra, siết chặt công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hàng tháng, duy trì rà soát, nhận định nguy cơ rủi ro mất an toàn trong thi công sản xuất để có các biện pháp phòng tránh an toàn, triệt tiêu các sự cố gây tai nạn đến người lao động để đảm bảo an toàn. Công tác điều hành sản xuất tiêu thụ. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, thiết bị, vật tư, hiện trường sản xuất và siết chặt kỷ luật trong công tác điều hành, phát huy tính chủ động, linh hoạt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch điều hành hàng kỳ. Có đánh giá kết quả thực hiện và có phương án khắc phục, xử lý kịp thời những tồn tại vướng mắc trong triển khai thực hiện, đảm bảo tinh gọn hiệu quả, tổ chức sửa chữa bảo dưỡng thiết bị đáp ứng kịp thời cho sản xuất, tổ chức sản xuất hợp lý, quản lý chặt chẽ nhân lực, thời gian làm việc để huy động tối đa nhân lực phục vụ sản xuất, tận dụng thời gian lao động hữu ích, tăng năng suất lao động.
quản lý chặt chẽ công nghệ sang tuyển chế biến than theo kế hoạch phẩm cấp TKV giao và kiểm soát chất lượng than nguyên khai sản xuất tại các đơn vị hàng ngày, triển khai đồng bộ và quyết liệt trong công tác giao kế hoạch chất lượng và nghiệm thu kết quả thực hiện, linh hoạt trong công tác tiêu thụ để đảm bảo doanh thu, chủ động chuẩn bị nguồn chân hàng than hợp lý theo yêu cầu của TKV, quản lý chặt chẽ, chính xác công tác giảm định khối lượng, chất lượng than giao cho công ty kho vận, đảm bảo cơ cấu, chất lượng, chủng loại theo kế hoạch, cơ giới hóa tối đa các khâu vận chuyển vật tư thiết bị, vận chuyển người để giảm sức lao động thủ công, giảm thời gian đi lại, tăng cường thời gian làm việc hữu ích, điều hành công tác vận tải than, đá, thông suốt, hạn chế tối đa ách tắc cho các phân xưởng. Công tác kỹ thuật đầu tư chuẩn bị sản xuất. Công tác kỹ thuật công nghệ. Tập trung nhân lực khai thác đào lò và khẩn trương thực hiện các bước triển khai công tác khai thác than lò bằng, bám sát kế hoạch sản lượng mét lò, kế hoạch năm 2024 được TKV giao. Khai thông mở vỉa. Tập trung xem xét điều kiện địa chất vỉa để khai thông mở lò theo hướng các lò thông gió, vận tải, nhánh chính kết nối với lò nhánh phụ để thuận lợi hiệu quả trong việc vận chuyển vật tư vật liệu được liên tục theo hướng cơ giới hóa cũng như công tác vận chuyển người được thuận lợi. Đẩy nhanh tiến độ khai thông và đào các đường lò chuẩn bị để luôn đảm bảo có diện dự phòng đáp ứng sản xuất. Khai thông mở vỉa các đường lò vận tải và thông gió để mở diện và xuống sâu mức âm 50 xuống mức âm 200. Khai thác tận thu khu vực vỉa dày, vỉa 5, vỉa 6, vỉa 7. Nghiên cứu khai thông kết nối các khu vực vận tải bằng thiết bị liên tục, áp dụng băng tải dốc vào vận tải các đường lò có góc dốc là nhỏ hơn 30 độ để giảm nhân lực di chuyển vận tải, hạn chế than vỡ vụn trong quá trình vận tải. Khai thác lò chợ. Tổ chức sản xuất, rà soát diện sản xuất, khai thông mở vỉa hợp lý, hạn chế việc tháo lắp giá kéo dài, cắt ngắn lò chợ, khai thông chiều dài lò chợ hợp lý, tối ưu phù hợp với điều kiện địa chất, chiều dày vỉa, giảm tối đa khối lượng cắt đá ngay từ phương án khai thông lò chợ. Nghiên cứu đề xuất một lò chợ cơ giới hóa trong năm 2024, đưa công nghệ giá xích loại chiều rộng 1m vào khai thác, đưa lưới thép trải nóc lò, tấm băng tải chắn đá vào các vỉa, một lớp giảm tỷ lệ đá lẫn than, làm sàng trong lò để tách đá trong quá trình vận tải, áp dụng tối đa vận tải bằng băng tải, cược giảm chấn tại các tuyến lò thượng dốc để đảm bảo an toàn, hạn chế than vỡ vụn, áp dụng hộ chiếu khoan nổ mìn, vận tải phù hợp để tăng tỷ lệ than cục trong quá trình khai thác, siết chặt công tác nghiệm thu sản phẩm kỹ thuật cơ bản, bổ sung đủ nhân lực lò chợ giá cung để đạt công suất tối đa, kiểm soát chặt chẽ tiến độ khấu theo kế hoạch, tiếp tục điều hành công tác tách đá và xây dựng các giải pháp hạn chế cắt đá trong lò chợ như đưa cột giá ngắn vào khấu các lò chợ vỉa mỏng, hạn chế đá lẫn than trong quá trình khai thác. Công tác chuẩn bị diện lò chợ được chuẩn bị sẵn sàng, kịp thời, có diện gối đầu ngay, đảm bảo các đơn vị khai thác ra than liên tục, không bị gián đoạn sản xuất do công tác chuyển diện. Đối với khu vực vỉa dốc đứng, khai thông tối đa các lò chợ ngang nghiêng để tăng năng suất lao động cũng như giảm tổn thất khai thác. Công tác đào lò, nghiên cứu đưa máy đào lò EBH vào đào lò, tiếp tục duy trì cơ giới hóa, bán cơ giới hóa các khâu trong đào lò để đẩy nhanh tốc độ đào lò, chuẩn bị lò chợ cho năm 2024 và các năm tiếp theo. Công tác thông gió thoát nước vận tải khác. Triển khai hoàn thiện các công trình sớm đưa quạt dương 250 vào hoạt động. Hoàn thiện hệ thống thoát nước, cấp nước lò dọc vỉa ba đá âm 50, xuyên vỉa âm 50 ID và xuyên vỉa âm 50 IE phục vụ sản xuất khu vực gốc vạng và triển khai các công trình, công việc chuẩn bị phòng chống mưa bão năm 2024. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác lập và giao kế hoạch hàng kỳ, duy trì tổ lắp đặt, thu hồi thiết bị phụ trợ thực hiện công tác chuyển diện của các lò chợ để công tác khai thác được liên tục tối đa. Tăng cường công tác quản lý thực hiện định mức, đẩy mạnh thu hồi, tái tạo, tái sử dụng vật tư, đặc biệt là vì chống lò tại chân công trình, tiết giảm chi phí. Công tác trắc địa địa chất, duy trì và nâng cao chất lượng công tác trắc địa địa chất và làm tốt công tác chuẩn bị, quản trị tài nguyên, quản lý chất lượng than, nâng cao chất lượng cập nhật và dự báo các điều kiện địa chất, cập nhật thường xuyên các điều kiện sản xuất phục vụ công tác điều hành sản xuất năm 2024 và khắc phục triệt để các hạn chế tồn tại năm 2023. Triển khai kiểm toán hoàn thành đề án và quyết toán đề án thăm dò, nâng cấp trữ lượng trong ranh giới giấy phép khai thác khoáng sản số 2759 của Bộ Tài nguyên Môi trường, chuẩn bị các bước để xin điều chỉnh và gia hạn giấy phép khai thác số 2759 ngày 31 tháng 12 năm 2008, xong trước năm 2025.
báo cáo làm việc với Bộ Tài nguyên Môi trường xin cấp phép thăm dò đề án mỏ Nam Mẫu. Về công tác cơ điện vận tải, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn trong công tác cơ điện vận tải, tổ chức chặt chẽ khâu quản lý và theo dõi thiết bị để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời, đáp ứng sản xuất. Cán bộ kỹ thuật các phòng và chỉ huy các phân xưởng để bám sát hiện trường, chỉ đạo hướng dẫn người lao động sử dụng và bảo dưỡng thiết bị hiệu quả, tiếp tục tăng cường chuyển đổi số, đầu tư áp dụng tin học hóa, tự động hóa vào sản xuất, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giảm nhân lực vận hành trực tiếp, tăng cường công tác điều hành, thực hiện định mức chi phí, hạn chế công tác thuê ngoài, tổ chức gia công sửa chữa các thiết bị vật tư tái sử dụng đáp ứng có hiệu quả cho sản xuất, lập các nhu cầu mua sắm vật tư hợp lý đáp ứng sản xuất, hạn chế tồn kho, tận dụng tái tạo vật tư thu hồi để sử dụng, giảm thiểu mua mới, tiết kiệm chi phí, duy trì ổn định sự làm việc của hệ thống lưới điện cao và hạ thế để đảm bảo cấp điện an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão. Công tác đầu tư xây dựng môi trường, bám sát thực hiện từ đầu năm để hoàn thành kế hoạch sản xuất đầu tư xây dựng năm 2024 với giá trị trên 398 tỷ đồng, đảm bảo phục vụ sản xuất và phát triển công ty, đẩy nhanh công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án, công trình đưa vào sử dụng đúng tiến độ, hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng thuê đất dự án đầu tư bãi thải tiểu khu 33 Than Thùng, triển khai thực hiện các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng thuê đất đối với dự án đầu tư bãi thải nhà máy Sang Tuyển, hoàn thiện hồ sơ thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy Sang Tuyển Than Mẫu dự kiến khởi công trong quý 4 năm 2024, lập và triển khai các dự án duy trì sản xuất của mỏ năm 2024, triển khai sửa chữa kịp thời các công trình tài sản vật kiến trúc đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất của công ty, triển khai công tác môi trường thường xuyên và thi công các công trình môi trường theo kế hoạch, chủ động thực hiện kế hoạch phòng chống mưa bão, đảm bảo an toàn cho các công trình, người và thiết bị trong toàn công ty. Về công tác lao động tiền lương, kế toán tài chính, quản trị chi phí, vật tư. Công tác tổ chức lao động tiền lương, xây dựng quy chế quản lý lao động tiền lương, phương án trả lương năm 2024 đảm bảo đúng các quy chế quy định của nhà nước, của TKV và phù hợp với điều kiện sản xuất của công ty. Tăng cường công tác quản lý lao động, xây dựng định mức năng suất lao động, đơn giá tiền lương giao khoán cho đơn vị đảm bảo kịp thời, thúc đẩy sản xuất, kiểm tra giám sát chặt chẽ việc nghiệm thu, chia trả tiền lương cho người lao động tại các đơn vị đảm bảo đúng quy chế quy định. Có các giải pháp nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống để thu hút lao động. Tổ chức mở các lớp đào tạo nghiệp vụ quản lý, vận hành, huấn luyện công nghệ mới đáp ứng yêu cầu theo sản xuất. Xây dựng kế hoạch, quy chế quy định, tiêu chí thi đua khen thưởng trên tinh thần thúc đẩy sản xuất, bình xét và khen thưởng kịp thời các danh hiệu thi đua, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khuyến khích khích lệ người lao động hăng say trong thi đua lao động sản xuất. Công tác kế toán tài chính, công tác hạch toán, kế toán tuân thủ với quy định của nhà nước, của tập đoàn, chủ động, linh hoạt đảm bảo tài chính của công ty an toàn, ổn định, quản lý chặt chẽ công nợ, tài sản, các nguồn vốn để sử dụng có hiệu quả, thực hiện nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Công tác quản trị chi phí, tăng cường công tác quản trị chi phí ngay từ đầu năm, triển khai các phương án điều hành chi phí với các giải pháp điều hành cụ thể, kiểm soát chặt chẽ các chi phí, bám sát kế hoạch tập đoàn giao, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công tác vật tư, tổ chức mua vật tư đảm bảo kế hoạch và đảm bảo tính pháp lý và các quy định khác của tập đoàn, nhà nước, đáp ứng sản xuất, nhu cầu mua sắm, lập kịp thời, đảm bảo tập trung, tránh nhỏ lẻ, tăng cường thu hồi, phân loại đánh giá vật tư, thiết bị thu hồi để tận dụng tái sản xuất, quy hoạch sắp xếp kho bãi khoa học, ngăn nắp, quản lý chặt chẽ vật tư thu hồi, quản lý vật tư không để xảy ra thất thoát, mất hỏng. Công tác bảo vệ, kiểm soát nội bộ. Công tác bảo vệ, tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản tài nguyên ranh giới mỏ trong toàn công ty, không để tình trạng khai thác, vận chuyển than, đá xít, các loại vật tư khác trái phép, chủ động nắm bắt, phối hợp với cơ quan chức năng địa phương giải quyết sớm các nguy cơ, các diễn biến bất thường, phức tạp về an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác an toàn phòng cháy chữa cháy trong toàn công ty, triển khai thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, tiếp tục làm tốt công tác tuyển quân. Công tác kiểm soát nội bộ, có kế hoạch và tiếp tục tăng cường hoạt động thanh kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ, hiện tượng tiêu cực, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để khắc phục và chấn chỉnh tốt công tác quản lý sau thanh kiểm tra.
duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định, giải quyết kịp thời những tố cáo kiến nghị của người lao động trong công ty, không để đơn thư vượt cấp, thực hiện tốt công tác pháp chế quản lý rủi ro, rà soát hệ thống văn bản của công ty theo quy chế quy định hiện hành. Công tác chăm lo đời sống, chăm sóc sức khỏe người lao động. Công ty tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, trong đó chú trọng đến công tác an toàn vệ sinh lao động, tăng cường chăm lo, cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ đời sống cho cán bộ công nhân viên chức. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo tập đoàn, các ban chuyên môn của tập đoàn, cán bộ công nhân viên trong công ty tiếp tục phát huy tinh thần kỷ luật và đồng tâm, nỗ lực vượt khó, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.